thưa quý vị, sáng nay Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm thi lớp 10 năm học 2022. Sau khi biết điểm thi, thí sinh có nguyện vọng nộp đơn phúc khảo sẽ thực hiện từ ngày 24 tháng 6 đến 16 giờ ngày 25 tháng 6. Kết quả chấm phúc khảo được công bố ngày 2 tháng 7. Điểm mới của kỳ thi năm nay là cả 3 bài thi đều theo hệ số 1, điểm từng bài thi sẽ theo thang từ 0 đến 10, lẻ đến 0,25 điểm. Riêng môn chuyên hoặc tích hợp tính theo hệ số 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và cộng điểm thêm cho đối tượng ưu tiên. Theo đó, thời gian công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, tích hợp và tuyển thẳng dự kiến trong ngày 27 tháng 6. Công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập thường và danh sách trúng tuyển dự kiến vào ngày 11 tháng 7. Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 cho đến ngày 26 tháng 7. Thưa quý vị, 4 tỉnh thành Đồng Nai, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Quảng Ngãi vừa có văn bản đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ điều chuyển vaccine COVID-19 chưa sử dụng cho các địa phương khác có nhu cầu. Trong văn bản vừa gửi các tỉnh thành này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiêm phòng vaccine COVID-19. Địa phương tiếp tục rà soát đối tượng thuộc diện phải tiêm chủng, tăng cường thông tin, truyền thông nhằm đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng. Các địa phương khẩn trương tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine đã được phân bổ theo hướng dẫn kịp thời, hiệu quả, tránh lãng phí. Nếu không nhận hoặc để vaccine tồn không sử dụng trong khi vẫn còn người dân chưa được tiêm chủng theo hướng dẫn, khi xảy ra dịch thì địa phương đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Bộ cũng đề nghị đẩy mạnh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên và hoàn thành tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 tới.